Xin chào các bạn. Các bạn đã chuẩn bị gì cho gia đình mình giải trí trong dịp Tết này chưa? Nếu như chưa thì hãy đến ngay cửa hàng của Linh Kiện Store các bạn nhé. Từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2, khi mua các sản phẩm tại cửa hàng của Linh Kiện Store, bạn sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi mừng xuân cùng Linh Kiện Store Xuân Sum Họp với các mức ưu đãi giảm giá khác nhau lên đến 20% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Cụ thể là đối với các sản phẩm loa kéo từ 2 đến 5 triệu, bạn sẽ được giảm ngay 50.000 đồng. Với các sản phẩm loa kéo từ 5 tới 7 triệu, bạn sẽ được giảm ngay 100.000 đồng. Với các sản phẩm loa từ 7 tới 10 triệu sẽ được giảm ngay 200.000 đồng và giảm trực tiếp vào giá bán 300.000 đối với các sản phẩm loa đơn hàng trên 10 triệu. Ưu đãi hơn khi bạn mua trực tiếp tại cửa hàng, bạn sẽ được tặng những phần quà là các lốc nước ngọt và vi Heineken để sử dụng trong dịp Tết. Ngoài ra thì cửa hàng còn cung cấp các sản phẩm dành cho các bạn trẻ sành điệu như camera hành trình, SD cam, Git up, tai nghe Bluetooth, đồng hồ thông minh, gaming gear, camera ngụy trang. Cũng có những ưu đãi lì xì khuyến mãi lên đến 20%. Đặc biệt vào khung giờ hàng ngày 16 giờ chiều, Linh Kiện Store sẽ tổ chức livestream về các dòng loa kéo hay trên kênh YouTube Linh Kiện Store và pay loa vali kéo hát karaoke di động giá rẻ. Kèm theo đó là quay số trúng thưởng, mỗi ngày trúng một chiếc loa Sansui SA1-08 sành điệu và dành tặng cho các bạn các voucher mua hàng trị giá 200.000 đối với các bạn nào theo dõi trực tiếp. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh chân đến với Linh Kiện Store để mua sắm cho mình những sản phẩm ưng ý với mức giá hấp dẫn nhất nhé.